Xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý các chi nhánh trên phần mềm CafeShop và một số các trường dữ liệu quan trọng khi mình cài đặt cho chi nhánh. Đây là giao diện bên trong phần mềm. Ở đây chúng ta vào mục chi nhánh. Tại đây nó sẽ hiển thị lên hết tất cả những chi nhánh, các cơ sở mà chúng ta đã đưa vào app và nó sẽ phân biệt các nhóm chi nhánh với nhau. Trong này, ngoài các thông tin cơ bản như là nhóm trụ sở, tên trụ sở, các cái thông tin mô tả và địa chỉ thì ở đây chúng ta còn có những trường dữ liệu quan trọng thì tôi sẽ giải thích ý nghĩa của các trường dữ liệu như sau. Đầu tiên, với bản đồ thì chúng ta sẽ phải check-in đúng chính xác cái vị trí của chi nhánh trên bản đồ. Bởi vì nếu như mà mình cài đặt không chính xác thì khi nhân viên chấm công nó sẽ ghi nhận là cái khoảng cách chấm công của nhân viên nó không phù hợp, và nếu như vượt ngoài cái bán kính cho phép mà chúng ta cài đặt ở đây thì nhân viên đó sẽ không được tính chấm công. Vì vậy các bạn rất lưu ý với vị trí check-in của chi nhánh. Thứ hai, như tôi đã trình bày, bán kính cho phép ở đây thì sẽ tính bằng mét, và ở đây thì như chi nhánh này chúng ta đang cài đặt là 300, chi nhánh bên này thì là 100. Đó, vậy thì có tùy những cái địa điểm khác nhau. Ví dụ như có những cái địa điểm mà khu vực nó rộng lớn chẳng hạn, hoặc là ở đó thì qua nhiều lần test rồi chúng ta thấy là cái bản đồ nó không được chính xác lắm, thì chúng ta có thể cho cái bán kính này nó lớn lên, bán kính cho phép này nó lớn lên để tránh cái việc nhân viên của chúng ta không được chấm công khi mà thực hiện thao tác chấm công trong app. Thứ hai, ở đây có một trường dữ liệu là khung thời gian cập nhật. Ví dụ như trong quá trình mình thực hành, mình sử dụng app ấy, thì sẽ có những nhân viên họ chấm nó bị lỗi, nhưng mà có thể là do lý do khách quan đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sau quá trình sử dụng chúng ta thấy là cái bán kính 100m này nó quá nhỏ, nó dẫn đến là cái tỷ lệ nhân viên họ check in đúng nhưng mà vẫn không được ghi nhận công. Vì vậy thì chúng ta có thể sửa lại cái bán kính này. Nếu như các bạn sửa một cách bình thường là bằng edit này thì không có điều gì xảy ra cả. Cái lần chấm công tiếp theo thì mới được ghi nhận lại cái bán kính cho phép mới. Còn nếu như các bạn sửa bằng input này, ví dụ các bạn chỉnh sửa lên thành 200 ở đây, thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ cập nhật lại các cái phiếu chấm công trong khoảng thời gian, ví dụ như tháng này và tháng trước. Nếu như các bạn chọn tháng này, vậy thì tất cả những cái phiếu chấm công của tháng này đều sẽ được reset lại cái bán kính cho phép và nó tính lại công cho chúng ta. Và nếu như chúng ta chọn tháng trước thì tương tự như thế. Đấy, sau khi mà bấm chọn ở đây xong thì nó sẽ cập nhật lại các phiếu chấm công của tháng trước, cập nhật lại khoảng thời gian cho phép và tính toán lại xem là nhân viên nào có được hưởng giờ công hay không. Rồi, trường dữ liệu tiếp theo đó là số cốc bắt đầu tính thưởng. Thì với mỗi một chi nhánh này, tùy theo cái mô hình hay là cái mức độ đông đúc của khách hàng ở đó thì chúng ta sẽ cài đặt số cốc bắt đầu tính thưởng. Nếu như ở đây là 0 thì bên bảng sản phẩm chúng ta có cài đặt tiền thưởng cho từng cốc ấy. Ở đây, đây, tiền thưởng trên một cốc là 3.000 đồng ở đây ạ, thì nó sẽ bắt đầu tính thưởng luôn từ cái cốc đầu tiên. Còn nếu như các bạn cài đặt số cốc ở đây là 50 chẳng hạn, thì đến cái cốc bắt đầu, cốc thứ 51 của nhân viên bán trong ca thì họ mới được thưởng. Còn dưới 50 cốc thì nó vẫn ghi nhận tiền thưởng là bằng 0. Tại các chi nhánh này, chúng ta có thể set up được danh sách các bàn và các khu vực có tại chi nhánh bằng cách là vào danh sách bàn. Ở đây nó sẽ thể hiện ra danh sách các bàn tại các khu vực tại các chi nhánh. Chúng ta có thể thêm mới danh sách bàn, thêm mới một bàn bằng cách bấm vào Add. Các tên khu vực và tên bàn này chúng ta đều có thể thêm mới được. Rồi, ở đây thông tin mô tả. Như vậy chúng ta đã vừa thêm mới một bàn cho một khu vực mới. Toàn bộ các danh sách bàn này thì sẽ được đổ về bảng lên đơn hàng. Cho nên là khi mà chúng ta lên đơn, chúng ta có thể chọn được tên, chọn được bàn và quản lý đơn hàng theo từng bàn.
Vậy trên đây là toàn bộ thông tin về quản lý chi nhánh trong phần mềm Cà Phê Shop. Những thông tin quan trọng thì tôi đã nêu ở trên. Rất mong là các bạn sẽ chú ý những cái thông tin này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.